Các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an thành phố Buôn Ma Thuột vừa xác minh làm rõ và trao trả hơn 50 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho hai vợ chồng du khách đến từ Thái Lan đã bị đánh rơi. Trước đó, ông Nguyễn Hữu Hùng ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông có nhặt được một chiếc ví rơi ở khu vực để xe của siêu thị Copmart, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Bên trong ví có rất nhiều tờ tiền nước ngoài và tiền Việt Nam cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên một người đàn ông quốc tịch Thái Lan. Ngay sau đó, ông Hùng đã mang chiếc ví trên đến phòng trực ban của Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo giao nộp với mong muốn sớm tìm được người đánh rơi để trả lại. Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định có 88 tờ tiền nước ngoài và tiền Việt Nam với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng tiền Việt Nam. Tiền là tôi không nói, nhưng mà nhất cái điểm là giấy tờ nó rất là khó khăn cho họ. Thì mình thấy toàn là tiền của Đài Loan với lại tiền đô, thì biết rằng cái anh này nước ngoài rồi mà không biết trao trả cho ai đó, nên mới phải nghĩ tới là chỉ có nhờ công an của tỉnh Đắk Lắk trao trả lại cái này cho những người đánh rơi. Nói chung là cái của mình nhặt được thì mình xài thì biết bao nhiêu nó đủ, rất là tội cho người ta. Khi mình nhờ bên công an tỉnh Đắk Lắk thì trao trả lại góp tiền này cho người ta thì mình rất là mừng, thực sự là rất là mừng. Ngay sau đó, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng phối hợp xác minh được người đánh rơi chiếc ví trên là hai vợ chồng du khách Thái Lan đang đến Việt Nam du lịch. Hiện họ đang lưu trú tại một khách sạn ở phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời du khách đến trụ sở để trao lại số tài sản. Trong cái thời gian mất đồ đó tôi rất hoang mang lo sợ vì không có giấy tờ để mà về lại Thái, nhờ công an của tỉnh Đắk Lắk với là vợ chồng anh Hùng đã trả lại cho tôi đầy đủ giấy tờ và tiền bạc. Qua sự kiện lần này thì tôi là rất yêu con người Việt Nam, rất là thân thiện và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Nếu như không có lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk và có anh chị Hùng ở đây trả lại cho tôi thì tôi không biết sẽ trở về Thái như thế nào, vì trong đó có rất nhiều giấy tờ quan trọng, không có là hộ chiếu, thẻ ngân hàng, giấy phép lái xe. Để tìm lại cho tôi thời gian rất nhanh và tôi sẽ kể cái chuyện này cho tất cả bạn bè anh em của tôi ở Thái Lan để biết về con người Việt Nam rất thân thiện và tốt bụng. Tôi rất cảm ơn. Tại buổi trao trả tài sản, cơ quan công an cũng đã gửi lời chúc hai vợ chồng du khách Thái Lan tiếp tục có những trải nghiệm thú vị và ấn tượng tốt đẹp ở đất nước Việt Nam.